Rồi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ cả gia đình đang tiếp tục cuộc hành trình về Kiên Giang tắm biển, đó chính là Hà Tiên. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Tắm tiên chứ tắm biển gì tới. Trời ơi. Hà Tiên thì tắm tiên. Hà Tiên tắm tiên hả? Tắm biển xuống Ba Động tắm trời. Hà Tiên tắm tiên. Bữa đi lên Đà Lạt tắm tiên đó à. Ngồi nè. Cua du lịch đòi tấp dục. Trời buồn ngủ quá. Sao đây chị? Mua dưa nhỏ giống như đợt nào. Bên đây 6. Dạ. Ô bên đây 5 chưa rồi. 6 chứ thiệt là bán cho ai cũng được. Bán ai cũng vậy, bán mua dưa cảm ơn nha. Buồn ngủ quá, ghé quán giọng ngủ tí xíu. Tình hình là để cái quán ngủ mà người ta đang sửa cái quán gì đập gà kinh không biết sao ngủ được. Ghé đâu lạng đó người ta. Anh kể gì không rồi. Rồi giờ lên đường đi tiếp. Đứng. Này là tới đâu ta? 5 cây số nó tới Hà Tiên. Ừ. Chắc chiều này sống ghê. Cái này là kêu là ngã ba cây bàn. Ngã ba cây bàn hả? Ừ. Đó đây bàn không ạ. Ghé đây cho ghé cây xăng cho mấy người phụ nữ đi toilet rồi mình tới Hà Tiên. Tới cầu Hà Tiên, chợ Hà Tiên bên đó. Đậu đây nè. Bên phải á. Nó đậu đây nè. Dạ. Phà nó đậu bên đó. Rồi vậy Hà Tiên chào đón chúng ta bằng một đám mây rước rồi đen. Mây chiều quá. Giờ đi kiếm khách sạn xong rồi tính tiếp. Nhà gió gì cũng được mấy. Đậu nói ngủ. Trái chúng ta là chợ cá Bách Quá, chợ Bách Quá Hà Tiên. Ở đây xe lôi dắt tối gầm đèn chắc trái gì đủ màu. Kiếm trong đây luôn.
lại ngay chỗ cũ rồi. Chưa có biết chỗ mới nào. À, bữa đi với bảy á. Đây nè. Rồi bây giờ ghé khách sạn nhà nghỉ Bảo Chiêu ở cái bên chợ chợ Hà Tiên. Giờ mưa rồi, vừa đến là mưa rồi. Chạy bây giờ chạy đi ra bãi biển rồi tắm được không nha? Rồi. Dạ. Bây giờ mình đang đi ra biển Mũi Nai nha. Hy vọng là ra ngoài là hết mưa. Nó khung đó hết mưa kìa, khung đó, khung đó trong kìa, khung bên tay trái thì mây đen bao phủ. Giờ làm đường xá đâu lại đẹp. Hồi lúc mình đi là mấy cái cây này mới trồng. Lúc đi yên tâm là mấy cây này mới trồng. Giờ cây này nó vẫn đó vậy đó. Bị hoài luôn á. Sao mà ngộ quá hình đông. Nó mất tiêu chưa? Ờ, nó mất tiêu chưa? Mình đi vô núi tắm biển nha. Vâng. Đi vô núi tắm nước suối. Hôm nay đi Hà Tiên tắm tiên mà chị Tư nó thấy bồng lai tiên cảnh không? Khói trắng bay lờ mờ không? Trời ơi, lắc lư ghi à, lắc lư. Tư là có mặt đặc. Biển Mũi Nai nha, mua vé vào cổng, vé người 10.000, chiếc xe 10.000, người lớn tuổi được giảm giá 20%, có nghĩa là 10.000 mình giảm được 2.000, còn 8.000. Sóng to chắc chiều sóng to gió lớn quá vậy ta. Đúng đúng đó. Chuyện mưa. Chuyện mưa cũng gió. Tắm này đừng ra ngoài xa nha. Sóng lớn. Sóng quá mà ra xa. Đó trời. Con có đem đồ theo một phố không? Rồi chị Tư vô hay đồ thôi là buổi chiều giờ này 4 giờ mấy gần 5 giờ, gió rất là lớn, sóng đánh cũng lớn nữa. Sóng lớn gió lớn. Nhà xuống tắm rồi, mình thì không có đem đồ theo tại vì dự định lên anh Sáu rồi bữa sau về. Bữa nay là về rồi nhưng mà hứng lên rồi đi Hà Tiên cho nên là không có chuẩn bị đồ. Mấy đứa nhỏ thì nó mượn đồ qua lại của bé Hân, chị Sáu rồi vẫn được cho nên là mình không có tắm. Ở đây thì cát trên bờ nó hơi trắng một chút nhưng mà cát phía dưới đây nó đen. Tại vì gần sông cho nên là nước đổ ra nó bị đen. Nước biển xích ra ngoài nó trong trong nhưng mà phía gần bờ thì nó đục mò. Gió quá trời gió. Mấy không tắm mà là năng siro à?
Rồi chiều tối rồi đi lên tắm nước ngọt lại. Chiếc xe lôi đèn đầy màu sắc, tối mình có đi đâu đó phóng lên nữa chở đẹp hết chứ không. Giờ vừa tới khách sạn, sạn Bảo Chiêu mà phá lại nữa đây à. Có bánh cắt đồ. Chồng chồng gọi. Uống mắm chưa? Trời ơi. Thấy em ghê. Yeah. Thằng máy này kiến ha, nhìn xuống được ha. Còn có biển này vậy? Mới lên hết sạn. Mướn 2 phòng, 1 phòng 3 giường, phòng này là 900. Phòng 2 phòng 900 nhưng mà người ta bớt mỗi phòng 100 là một phòng còn lại 800, tại vì ngày giữa tuần không phải là ngày cuối tuần. Khách sạn phòng bự nhưng mà cái nhà tắm toilet nó hơi bé. Hơi bé tí. Có được cái tủ mang đồ. Tủ lạnh, tivi. Buổi sáng hơi vắng lặng. Chợ Hà Tiên nha. Wow. Thầy bán hải sản này tươi quá trời luôn á. Bán chục nữa không chị?
100 nhẹ được gọi gì không, tôi bán đồ mau tôi bán hơn con đâu mắt nó lòi lòi thôi chị, đồ nó đánh lưới chị 9 2 3 nè 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 101 này đẹp quá vàng ơi, cá tươi lắm thấy không, con nào cũng tươi lắm thấy không, nhìn cái mang này con này là chị em con này nè, ơi con nó nước nè con nó chỗ đâu mà chứa mà lấy dữ vậy, mà chứa. Cái này 296 người đẹp ơi, 2 kg 202 cái kia, bữa nay đi chợ cá tươi quá trời. Chị Phương đang bệnh hết trơn rồi. Cá tươi quá, mình thấy mình chịu không nổi luôn. Mình gán mình mua về xe hết chỗ rồi để mà mình nhét ra được. Hôm nay thấy bán ít hơn ngoài, thấy bán ít hơn ngoài sao? Ra ngoài, ngoài đó bán hết rồi. Ừ, ra ngoài đó vui hơn á. Cái cua nãy nhiêu ký chị? 200 ngàn ký á. Cua bự đó đó hả? Hồi nãy có cua ngon quá trời luôn sao? 200 ngàn ký. Ờ. Em hai bữa đáng về đem về. Không có chỗ chứa kìa. Không có chỗ chứa nè. Xe bên chị cũng hết rồi, không có chỗ chứa. Họ quở sao? Ừ, đâu để họ để ôm. Ờ, họ coi thu thêm đâu. Có mua cua không? Tôi có mua ghẹ không? Mấy cái ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Nãy cá bắn đục cũng ngon vậy không? Trời này bão luôn rồi. Ở đây là đằng đẵng rồi. Con mẹ nó gụng me, nó ngon rồi, nó gụng càng rồi.
bán. Rồi mấy con ngon mà không có kèn luôn. Chắc là mình luộc rồi mình ăn me quay. Dạ. Luộc rồi mình ăn me. Luộc rồi ăn me. Đem về ổ luộc luôn không? Đem luộc chín đi đem về cũng được. Ổ luộc chín đem về đi tôi ơi. Chín đem về. Ở đây mình có luộc luôn không? Có hai đi. Hai đi rồi. Nước thật quá, lửa lửa cho nó ngon á chị. Không ngon luôn. Rút lụm. Bao là con mà luôn. Không ngon bao là luôn. Hai cái thôi. Một chút nước gầm gầm gầm. Nhưng rắc rắc gì hao kho. Má ơi, còn có gì thiếu. Xong rồi. Nào kia nó không tới đâu. Rồi đâm chút nào đi. Rồi lắc. Lắc. Hai ký rồi rồi. Không có đi, không có hai ký không có chỗ để chị. Con cá khỏe nhiều không con cá mùa luôn rồi. Con luôn rồi. Giờ mà. Con tiền. Con tiền bao nhiêu nữa? Cái này 500 với luộc 40 ngàn. Luộc ta có 30, bà luộc 40. 2 kg mấy con ta rồi. Ủa ngoài kia người ta luộc có 30 ngàn. 2 kg 30 ngàn rồi. Hả? Cái kia 600 gram nó chơi cái 10 ngàn nữa rồi. Sớm mà mưa ướt hết rồi. Sáng người phụ nữ đi chợ mua cá, mua gì tôm ghẹ luộc gì đó. Giờ chạy ra bãi ăn rồi về. Chờ mấy người đó trả phòng thanh toán tiền rồi mình đi tiếp. Rồi gia đình mình ăn sáng nha. Mọi người ăn cơm, mình ăn hủ tiếu mực. Phê ăn sáng cái bên cái đường kinh nó thú quắc luôn.
kênh đổ ra biển. Nhân viên nó mới đổ rác xuống với sông với mưa ngày luôn, khủng khiếp thiệt. Anh chị Sáu quẹo về nhà rồi, còn lại thì hướng về Vĩnh Long ghé quán ăn cơm bình dân, cơm gia đình chứ. Quán này là quán cơm gia đình gồm có sườn gam với lại canh chua cá hú. Quán này ghé lại nãy quên nhìn chỗ nào. Quán này nằm trên quốc lộ 91. Kim Mã à? Quán Kim Mã. Cũng được. Cũng được. Má ngồi bên kia má ăn bánh rồi. Chai ăn bánh rồi. Rồi xin mời mọi người thưởng thức món hai món cơ bản của miền Tây. Nãy ghé quán ăn quán cơm phần thực đơn cho 6 người thì canh chua với thịt gam là lại hai chai nước nó là 501. Năm trăm mốt bây giờ lên cầu Vàm Cống.
lên cầu Dầm Cống hướng về Vĩnh Long. Mà ăn cũng được, ăn cũng được ngon. Miệng cũng được chứ sợ mắt mà ăn ấy quán dở nữa. Cá nhiều quá trời luôn. Thịt lắm á. Rồi cơm nữa làm gam sườn gam. Gao nhóc. Tôi đi chợ nhiêu đó cũng trên 100.000 rồi. Về nấu nướng nữa, cơm nữa. 100.000 không được đâu, cá mắm luôn cũng được. Trên 100.000 á. Gao nổi. Đây là cầu Dầm Cống. Đó rất đẹp ha. Bây giờ đẹp nè, bữa mình đi hết tối không thấy gì chân. Ủa mẹ cầu này là cầu gì á? Dầm Cống. Dầm Cống. À biết rồi, cầu này không đi chứ gì. Có không, có không à. Có, mình đi ngang đây tối hù nha.